Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại đây mình đang đứng ở tại chợ hoa thành phố Thanh Hóa các bạn nhé. Thì hôm nay cũng là 27 rồi, 27 tháng 12 rồi. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là Tết rồi các bạn. Mà thực sự là chợ hoa năm nay là cực kỳ vắng luôn các bạn. Thì để biết trong chợ hoa có những mặt hàng gì mà sao thì các ngày này thì vắng khách thế nha các bạn nhé. Đào bích rất là đẹp luôn, những gốc đào rừng rất là to nhé. Hôm nay đã là 27 rồi, các bạn xem thực tế khách khứa là không có một ai luôn. Đây toàn là người bán quất thôi, bán quất bán đào. Mời các bạn tiếp tục di chuyển theo máy nha. Thực tế là những cây đào là rất đẹp luôn mà tại sao thì không có khách đến mua, không biết là lý do tại sao nhé. Hay là do địa điểm mới, chợ hoa này mới mở thành ra là có khi là khách cứ không biết đến. Thì mình hôm nay mình cũng xin giới thiệu cho các bạn biết đây là chỗ điểm bán này là chỗ đài truyền hình thành phố Thanh Hóa các bạn nhé. Thì các bạn nào ở gần xa thì có nhu cầu mà mua và không biết chỗ đến những các cái địa điểm này thì các bạn cứ ra tại chỗ đài truyền hình thành phố Thanh Hóa. Trong này chợ bên trong chứ không phải ở bên gọi là ria mặt đường nha các bạn nhé. Tiếp đến mời các bạn tiếp tục thăm lô quất của Nam Phong Nam Định nhé. Thì thực tế quất Nam Phong Nam Định nổi tiếng là cũng là rất là đẹp đấy. Nhưng mà tại sao lên đây mấy ngày rồi mà vẫn bán được rất ít hàng, rất là nhiều cây vẫn còn treo tải này nhá, còn chưa bỏ ra luôn. Thì để thực tế xem quất Nam Phong Nam Định đẹp thế nào, mời các bạn di chuyển theo màn hình, mình sẽ dẫn các bạn đi và tiếp đến những cái cây mà đã bỏ tủ bóng nhá. Dàn quả rất là sai luôn. Thì quất Nam Phong này thì theo xu hướng từ trước nay thì không bao giờ lấy ngọn cao mấy, đa số là lấy bầu ở bên váy dưới nhá. Váy rất là rộng luôn đấy các bạn nhìn, váy rất là rộng luôn, nhìn theo kiểu hình đống rơm các bạn nhé. Đến mời các bạn di chuyển theo sang bên này thăm bưởi của Văn Giang nhé. Bưởi của Văn Giang cũng đã chuyển vào đây mà thực tế là ngồi buồn thiu luôn, không có một khách khứa nào đến cả, tất cả các mặt hàng đều vậy thôi. Từ quất đến bưởi đến đào rồi là Phật thủ, tất cả đều là đứng im tất, không vận chuyển đi được một cây nào luôn nhé các bạn nhé. Riêng cái tầm này là gọi là tầm rất là đông khách như mọi năm đấy. Đây các bạn xem, thực tế là cả quất nhìn là rất là đẹp luôn nhưng mà cũng không có một khách nào đến hỏi mua cả. Hay là theo thị trường ở trong này cứ chờ gọi là 30 mới đi mua không biết. Các bạn ở gần xa thì cứ về tại đài truyền hình
thành phố Thanh Hóa và mua giúp bà con một cây, mỗi nhà mỗi người gọi là mỗi gia đình đấy, giúp bà con mua một cây về. Mình có tiền mình chơi cây to và không có tiền thì chơi cây nhỏ, đừng để chờ đến đêm 30, như thế thì vất vả cho bà con đi bán cây lắm các bạn nhé. Thì thực tế năm nay là dân buôn cũng chỉ ít thôi, đa số là bà con đi bán đấy, thì do dịch bệnh thành ra là các khách buôn đều bỏ thôi. Thế là bà con đi chợ cây của nhà đấy các bạn nhá. Thì bạn nào mà có thiện chí mua cây thì hãy nhanh chóng ra mua giúp bà con một cây, đừng phải chờ đến đêm 30 nhá.